Mời cả nhà nghe bài Tân Cũ nổi tiếng dễ thương Tà Từ Trong Đêm, nhạc Trần Thiện Thanh, lời giọng cổ Quế Chi, nghệ sĩ diễn viên Lâm Phương, nguyên phó chủ nhiệm biên tập cổ nhạc Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, song ca cùng nữ nghệ sĩ Bảo Ngọc. Hãy ngã tránh sao không bội hồi, hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đổ, sương giăng kính mờ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em giận hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về chẳng gầy soi bóng. Tôi vẫn làm tâm tư heo hòn, nếu em đã vì thương anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng chính nhân. Nếu em biết rằng mang lời thề lên miệng sơn khê, từng đêm địa đầu hun hút ngõ sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm dầm, vợ yêu chồng đang áo lạnh từng đông,
ngồi đang áo lành cho chồng, gửi cả tấm lòng theo